tuổi thọ pin và thời gian sạc pin là những vấn đề mà chúng ta quan tâm hàng đầu khi cân nhắc một chiếc xe ô tô điện. VinFast hướng tới mục tiêu sản xuất ô tô điện. Vậy hãng đã có những bước đi như thế nào để theo đuổi mục tiêu cách mạng xanh? Trong thông báo của hãng phát đi ngày 24 tháng 8 năm 2021, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ về định hướng phát triển pin cho các xe ô tô điện của VinFast, rằng tập đoàn đã xác định chiến lược kiềng ba chân bao gồm 1. Mua pin từ các nhà sản xuất tốt nhất trên thế giới. 2. Hợp tác với các đối tác để sản xuất pin tốt nhất thế giới. Và 3. Tự nghiên cứu và phát triển sản xuất pin. Liên quan đến sự kiện VinFast ký biên bản ghi nhớ với công ty Gotion Hitech của Trung Quốc vừa diễn ra, bà Thu Thủy cho biết Trung Quốc được coi là thung lũng pin lớn nhất thế giới. Các hãng xe lớn như Tesla, BMW, Volkswagen đều đang hợp tác với các đối tác Trung Quốc để phát triển hệ thống pin cho xe điện. Gotion Hitech sở hữu công nghệ pin LFP với nhiều ưu điểm nổi trội như giá thành cạnh tranh, an toàn và có tuổi thọ cao. Bên cạnh chương trình hợp tác trên, Vingroup cũng đang xúc tiến việc đưa hai công nghệ pin có tính cách mạng cho thị trường xe điện là pin 100% thể rắn và pin sạc siêu nhanh. Hai loại pin này đều là công nghệ của tương lai, ngay cả các hãng xe điện lớn nhất trên thế giới cũng đang trong quá trình nghiên cứu và ứng dụng. Về pin 100% thể rắn, VinFast đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Prologium của Đài Loan. Đây là đơn vị đầu tiên trên thế giới thử nghiệm pin 100% thể rắn, ứng dụng cho ô tô từ năm 2017. Pin 100% thể rắn là một trong những cuộc cách mạng về pin hiện tại và tương lai, có khả năng bền bỉ và chịu nhiệt tốt hơn nhiều so với các loại pin khác và đã được thử nghiệm là rất an toàn trong những cuộc va chạm. Về pin sạc siêu nhanh, VinFast đang hợp tác với StoreDot của Israel, công ty nổi tiếng thế giới, sở hữu công nghệ sạc lên tới 80% dung lượng pin chỉ trong 4 đến 5 phút nhờ sử dụng các hạt nano thay cho than trì. Bên cạnh các chương trình hợp tác đó, Vingroup cũng chủ động nghiên cứu phát triển để liên tục nâng cấp chất lượng pin của xe. Thay cho lời kết về chiến lược phát triển pin, bà Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup nhấn mạnh rằng kiềng ba chân không chỉ đảm bảo VinFast luôn chủ động về pin cho các dòng xe, mà còn đảm bảo pin luôn hiện đại nhất, tốt nhất thế giới. Chúng ta, tất cả những ai quan tâm đến ô tô điện, đều hiểu rằng một trong những rào cản để ô tô điện đến được với người tiêu dùng đó là pin phải có công nghệ tốt hơn và giá thành phải rẻ hơn. VinFast muốn tham gia dẫn dắt và thúc đẩy cuộc cách mạng xe xanh trên thế giới thì cũng cần phải xóa bỏ rào cản ấy. Với chiến lược như vậy, liệu tương lai xe điện của VinFast sẽ ra sao? Và quý vị có những băn khoăn gì? Xin hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại bình luận bên dưới. Trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ Tipcar.